Chân dung hot girl tung ảnh giường chiếu với Hồng Đăng, mặc đồ hết nước chấm, thích đạo lý. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh giường chiếu được cho là của nam diễn viên truyền hình đình đám. Theo đó, người đàn ông trong bức ảnh nằm trên giường, quấn chăn khách sạn có gương mặt giống với Hồng Đăng, người vướng bê bối ở Tây Ban Nha cách đây vài tháng. Được biết, người đăng ảnh là một cô gái có tài khoản Facebook là AH. Cô gái này khẳng định người trong ảnh chính là nam diễn viên có gương mặt điển trai, nam chính nhiều phim truyền hình giờ vàng. Không chỉ vậy, cô còn thích thú khen anh đẹp trai, thơm ngon. Trước đây xem phim đã kết lắm rồi, nhưng không ngờ có ngày được diễn cùng. Không rõ bức ảnh được chụp vào thời điểm nào, nhưng hiện tại đang gây sốt tình xịt trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Từ những hình ảnh trên, không quá khó để netizen có thể tìm ra trang cá nhân của nữ chính. Nhìn qua loạt ảnh trên Facebook, cô gái có nickname AH là người theo đuổi phong cách gợi cảm khi thường xuyên diện những bộ trang phục hết nước chấm. Đặc biệt, người đẹp cũng đầu tư cho quần áo, túi xách hàng hiệu không đếm xuể. Bên cạnh đó, nàng hot girl cũng rất chịu khó đăng tải những câu triết lý cuộc sống hay thả thính bất chấp như chẳng cần tuyệt sắc mỹ miều, như bông hoa dại yêu kiều tự do, chẳng cần quan tâm hay để ý người khác nghĩ gì về bạn, chỉ cần bạn nghĩ gì về mình, ba đầu một mớ tình duyên đừng tìm kiếm nữa, có em đây này. Thanh cảnh ung dung mặc kệ đời, được cả lúc nào cũng may mắn, bình an từ trong tâm, cứ ai dính đến mình là người ấy có lộc, còn mình thì chưa thấy gì, bảo sao ai cũng yêu thương mình. Đừng yêu em vì em là thuốc, nghiện vào rồi là không bỏ được đâu. Thời gian qua, diễn viên Hồng Đăng vướng vào những bê bối tại Tây Ban Nha gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Hồng Đăng và bà xã dường như không mấy bận tâm và vẫn bên nhau đi qua những ngày giông bão. Trước khi vướng vào những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối tại Tây Ban Nha hồi giữa năm 2022, Hồng Đăng là gương mặt nam diễn viên được khán giả vô cùng ái mộ. Khán giả yêu thích Hồng Đăng không chỉ bởi ngoại hình điển trai, tài năng diễn xuất mà còn bởi hình ảnh sạch, gia đình hạnh phúc. Thời điểm giữa ồn ào, Hồng Đăng đã khóa tài khoản mạng xã hội, anh chọn cách im lặng. Bà xã Hồng Đăng vẫn tiếp tục duy trì công việc kinh doanh trên trang cá nhân. Sau khi trở về từ Tây Ban Nha, tình cảm của vợ chồng Hồng Đăng và anh Đào vẫn khăng khít, gắn bó hạnh phúc. Hình ảnh Hồng Đăng thoải mái đưa bà xã đi uống cà phê sau những ồn ào, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Anh cũng mở lại trang cá nhân, đăng tải những bức ảnh đi du lịch tận hưởng cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình. Hồng Đăng cũng chưa có động thái nào quay trở lại với phim ảnh. Bên dưới những hình ảnh Hồng Đăng nắm chặt bàn tay bà xã kỷ niệm 14 năm bên nhau trước đó, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã gửi lời chúc phúc và ngưỡng mộ cặp đôi. Trở về nước từ Tây Ban Nha, trong khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh im ắng thì Hồng Đăng ngược lại. Anh thường xuyên đăng ảnh đi du lịch chơi góp. Mới đây, nam diễn viên khoe thành tích mình mới đạt được, vô địch bảng A, niềm vui không thể ngờ. Cảm ơn hội anh chị em Mekop đã tổ chức giải đấu vui tươi và đầy nhiệt huyết của lớp trẻ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Dù đã khóa chế độ cho người lạ bình luận, nhưng nhìn vào lượt tương tác của các bài đăng, đủ thấy nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, bạn bè đồng nghiệp. Sau thời gian bị thu hồi chiếu để điều tra về cáo buộc xâm hại tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã được về nước vào chiều 7 tháng 8. Sau đó, nam diễn viên cũng đã đến nhà hát kịch Hà Nội để tường trình về việc đi nước ngoài nhưng chưa xin phép.